Ok, mở mở tiếng nha xem nào. Rồi. Xuân Sang thấy trong lòng mình chứa Tiếng pha vui, đôi đi đó rộn ràng. Nhà. Kiệt. Nhà. Mỗi đứa hát một câu khổ lắm, có lại không có tí nghệ thuật nào trong người vậy. Đúng là tao trước, mày sau. Sao mày lên luôn mà. Lại nhá. Rồi. Rồi. Xuân Sang thấy trong lòng nghe chứa tràn pháo vui đó đây ơi rộn ràng kìa mùa xuân đang đến trước thềm đến nghe bước chân tô đẹp thêm hay à, trời à, xuân với thế này bé xuân ngập tràn vui ta chúc nhau ly dị ấu mừng ngày đầu năm ta anh phúc phát tài là với xuân năm ơi nồng say đấy okay, xong rồi. Đâu, ok được rồi đấy cũng hay mọi người ạ Mọi người ơi, cả nhà khen hai comment tí nhà. một nhá. Nào, nhà... có ai khen ạ? À. Sao hai anh em khác căng thẳng đâu? <cười> <cười> Tôi hát thì căng thẳng các bạn. Nghe thuật cái ta vui vẻ như thế kêu căng thẳng. Lúc nãy là 20 thôi, bây giờ em đến mở 25m. em, em mở calculator để giúp anh cái. Đây ạ. Mở cái gì anh? À, âm mở máy tính Đây Bị Là 20 mét là bao nhiêu nhỉ? 199, mét, 199 đúng không? 9. Rồi 199 chia cho 20 bằng 9,95 vâng. 1 mét đúng không? Bây giờ là 25 mét vâng đúng à. không? Là 249 chia cho 25 đúng không? Vâng. 996 thấy chưa? Làm sao mà khách hàng thấy chưa? Khách hàng không lấy ngay. Bây giờ phải làm 25 mét nhưng mà 239 hợp lý này. Thế thì là thành 229 luôn á. Vâng. Đậm sâu thế. Vâng ạ. À. Đã chơi là phải khét anh. Ui tính em là thế tính em đồng bóng lắm. trời ơi anh. Đi luôn anh. Chiến luôn anh. Đã chơi phải máu luôn anh ạ. À. Anh vào 10 em vào 10 không? Nhà em đã chơi là phải có lái luôn, nhà em bị đồng bóng ấy. Nên là cứ chơi là em két luôn. 300 deal. đàn. Vâng, ờ, Nhưng mà anh 150 em 150 đúng không? Hay là anh 300 em 300 deal luôn? Thì là 300 anh 300, 300. Ừ, là 600. Là 600 anh ạ. À. 600 đi anh ơi. Cả nhà ơi, 600 deal, anh bưu 2 à 300 em 300 là 600 deal. Giá chỉ còn 229.000 đồng 25 mét dây nha cả nhà ơi Rực rỡ luôn cả nhà Đúng nhé xả con nữa Quá rẻ rồi cả nhà ơi là 25 Là 25 mét nha Ai thích 25 thì cả nhà cứ lấy 25 Còn ai thích cả 20 mét vừa xong cả nhà cứ lấy 20 mét Này nhé. anh, anh nhận ra một điều Vâng ạ à. Anh ngồi tính nhanh hình như tối nay anh ngồi đến giờ này là hình như anh đã không có lãi thôi Hả? Chưa, à? Chưa biết đó, ta tính nhanh thì đầu giờ số tiền ta vào điêu hình như là tối từ từ bọn em đầu đến bọn em này hình như là, 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 là hình như cho vui rồi đấy Nhưng mà bán được nhiều Ui anh ơi nhưng vào giờ nhưng mà mình bán được số lượng lớn. Người ta người ta có cái câu là bán được số lượng lớn nhưng mà cái gì giá rẻ à hay cái gì? Đấy em Nhưng mà đấy à, là số mà? lượng lớn thì chỉ có nhà bán hàng là là kho thì thích với khách hàng vui thôi chứ seller ở giữa thì được Sao lơ là... cũng vui vì khách hàng yêu quý. <laughs> Đúng không ạ? À? Em nói cho chậu... Cả nhà ơi. Đấy, xác nhận cho anh Pew một điều đi cả nhà, không anh Pew lại bảo em ấy. Cả nhà đúng không cả nhà? Bây giờ là anh Pew gọi là như thế là, là ấy. Lên đi. Lên ạ, 10, 9, 8, 8 7, 8, 6, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lên. Từ từ, từ từ, đây bây giờ, đây mọi người yêu này anh này, yêu anh Pew đây, này. yêu, yêu, yêu anh Bill. Cuộc sống của em sống bằng những lời trăng hoa này. Vâng hả? Tay ừ. <laughs> đầu khách hàng lên đầu anh ạ, à. em tin mọi người. Cả nhà ơi em tin mọi người cả nhà Ui yêu anh Miu đấy, cả Các bạn ơi. đang hỏi là thế bây giờ ví dụ như là, là Bao nhiêu mét một bóng Ui anh ơi 15 mét của em là 99 bóng Thể hiện cho sự vĩnh cửu đầu lòng đấy cả nhà ơi Quá là rực rỡ cho em Câu hỏi là bao nhiêu mét một bóng 99 bóng 15 mét Thì bao nhiêu mét một bóng Là 99 bóng 15 mét bao nhiêu mét một bóng cái chia chia đi để tao, em chia tao cảm thấy có lỗi với lại cô giáo của mày ngày xưa ghê vậy á thề luôn đấy đặc biệt là cô <laughs> giáo toán chắc chắn là một cô giáo nhẫn lại nhất trên thế giới với mày luôn á thề nó là thề chắc là mỗi lần mày đến lớp là cô giáo phải ngồi né ra thật xa luôn đấy thề chín là cái gì vĩnh cửu chín chín là thể hiện cho sự vĩnh cửu đấy anh vĩnh cửu ở đâu ra ai bảo thế là số chín là vĩnh cửu còn gì thế số 10 là gì số 10 là then <laughs> Số thì... 11 là Mẹ em bảo có chắc là rẻ nhất Việt Nam chưa ạ? Mình không bao giờ các bạn ạ, mình khẳng định luôn nhá. Hôm nào brand cho brand quý thì cho rẻ thì mình vui thôi. Mình không bao giờ hướng đến bán một cái gì rẻ nhất. 8 Còn 8 chiếc, 8 chiếc à? Ok. Mình không bao giờ nhá, khẳng định với khách hàng ở trên kênh làm hóa review luôn là bán hàng rẻ nhất so với bất kỳ ai chứ đừng nói là cả Việt Nam bởi vì là bán hàng rẻ nhất thứ nhất là mình không có điều kiện để phát triển cho cái tạp hóa này bán nhiều sản phẩm đúng hơn rồi. đội ngũ bán hàng chăm sóc hậu mãi mấy hôm nữa còn có khoảng một cô center các bạn lấy đâu tiền đâu ra thêm một cái nước bán giá rẻ nhất thì đồng nghĩa với việc là brand cũng lợi nhuận thấp nhất mà brand lợi nhuận thấp nhất không bao giờ họ phát triển được sản phẩm thế là mình khẳng định luôn trừ hôm nào hôm đấy là tiktok shop cho kết hợp với, đúng rồi có mã các thứ thì có chăng nó rẻ thì mình vui và khách vui đấy nhá khẳng định một lần nữa mỗi buổi lại phải khẳng định một lần nữa. lông hồ ly mà làm từ lông hồ ly thật à anh à không ạ không cái đây là câu chuyện mà shop giấu nhưng mà tôi biết là bên FPT này có một đội chuyên mua lên rừng đấy các bạn đêm đêm này mọi người đi ngủ ấy thì cái đội đấy sẽ đi gọi là đi săn đấy đi nhặt à, gọi là làm sao dám ở Việt Nam là chống gọi là không được săn thú rừng thế là cứ phải đi theo tìm mấy con đấy các bạn lâu lâu đến mùa nó nó đánh nhau hay là nó nhổ lông các thứ đi nhặt lại cái đấy thế một buổi tối thì nhặt được đâu đó khoảng vài lạng thôi một năm mới nhặt được bao nhiêu ký đấy về thì cứ răm vào mấy cái chăn này bán thì các bạn ạ cũng vất vả lắm thế thì mới có cái giá này đấy các bạn ạ mua ừ. chăn có được tặng bồ không anh bồ thì không tặng nhưng mà biết đâu mình mua một cái mua chăn, có đúng khi không? lại có mình mua chăn ấm áp một cái bạn nào đến chơi vào một đêm đông giá rét bỗng dưng trời lại mưa phùn không về được thì sao đúng không nhưng mà khi mà rời mưa là phải có chăn ga gối đẹp thì người ta mới ở lại ừ chứ bây giờ vừa đến cái gối thì hoen 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 lỗ lỗ xong ừ. các thứ thì thôi chăn thì lại không có nữa thì, ừ. rồi, bây rồi, bây thì chắc có. chắn là kể cả rời có nóng hơn nữa về Ừ, mà... Piu ơi ruột bông gòn như này giặt kiểu gì? Ô, anh ơi anh đừng Đang giặt. Vỏ thôi à. Anh anh đừng ừ. giặt cái 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 ruột bông. Anh giặt cái vỏ này này. Mình nằm thì nước giãi của mình cũng chỉ ra cái vỏ này này. Cùng lắm là mình hơi nhét nhét trong đây một tí thôi thì sau khoảng 2 năm là nó bắt đầu chi chít ở đây thì mình thay ừ, đi không anh ạ. À. Chứ còn bình thường mình phải bọc cái vỏ này vào rồi mình giặt cái vỏ đi cho nó sạch anh ạ. Bởi vì là buổi tối ấy anh. anh cái nước giãi của mình nó 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 nhẽo ra anh. anh xong rồi là vi trùng vi khuẩn nó sẽ ở trên đấy ấy. nó bẩn cực kỳ luôn ấy thì cứ một vài tuần mình bảo vợ mình hay là bản thân mình cho vào máy giặt để, để mình nó giặt cái vỏ đi xong rồi mình lại lồng lại thế là nếu như mà nhà mình cảm thấy là cái máy giặt của mình chưa tốt thì không sao cả sau tết em bán máy giặt nhé, có gì anh lên anh xem xem anh anh mua máy giặt trên kênh livestream giúp em nhé